chung cua vào nghe luôn. Dê cả nhà. Chung cua mới bỏ xuống đây rồi. Ôi, cá lóc. Hai em cá chê, Phương mới bỏ vô đây một em, còn đây một em. Với lại là, ê, có con cà cuốn nữa. Hôm nay lại có con cà cuốn luôn này cả nhà. Đây là em cà cuốn nè. Cà cuốn đó, hôm trước Phương quên mất tên. Cái cả nhà mới bình luận nói Phương là con cà cuốn. Cái này lớn nè cả nhà.